Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Cũng chỉ là còn 20 ngày nữa thôi là cũng là Tết Dương lịch cũng sắp diễn ra rồi. Thì cũng chỉ đôi tháng nữa thôi là Tết âm lịch các bạn nhá. Thì là các bạn nhanh tay đăng ký kênh. Các bạn nhanh tay đăng ký kênh là Triệu Phú TV nhá. Đấy các bạn, nhanh tay là các bạn đăng ký kênh là Triệu Phú TV này. Triệu Phú TV này. Đấy, các bạn click vào đăng ký kênh này. Các bạn click vào đăng ký kênh, đây có chữ đăng ký, các bạn click đăng ký kênh này. Bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ live stream bán điện thoại cũ, thanh lý lại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng là sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Số điện thoại liên hệ nhà mình có hai số, một là 0966221789 này. Số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn thông cảm, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình để đặt hàng nhé, 0833221789 nhá. Đây nhà mình có hai số, các bạn gọi số 1 không được các bạn liên hệ số 2 giúp mình nhá. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì con này thì hôm nay nhà mình về được, con này là con Samsung, con này là Note 10 Lite nhá. Con này là con Samsung Note 10 Lite. Note 10 Lite thì là hôm nay mình bên mình lại về được con này. Con Note 10 Lite này thì mình sẽ nói sơ cua qua về cái hình thức bên ngoài của máy. Hình thức thì là máy con này thì là đẹp 90/90%. Máy thì là đẹp leng keng xà beng luôn các bạn nhé. Con máy này thì nó sẽ còn nguyên cái Galato này, viền này. Đó. Con này khách thì cũng mua được vài tháng thôi. Con này thì khách vẫn còn nguyên ly lông Galato viền này. Vẫn còn nguyên ly lông Galato viền này. Khách còn chưa bóc ly lông Galato viền các bạn nhé. Đấy. À, mặt sau đẹp keng không xước xác gì. Mặt trước thì là vẫn còn miếng ly lông FPT này. Đấy, một miếng dán FPT nhé. Đấy. Con Samsung Note 10 Lite này thì mình sẽ nói sơ cua ngoại hình thì là rất là đẹp rồi nhá. Đẹp leng keng xả beng luôn. Đấy, Note 10 Lite thì có hỗ trợ cái bút này, bút Eiffel, các bạn bấm bút để chụp ảnh hay là các bạn ghi chú cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Đấy. Đấy, các bạn ghi chú cực kỳ tuyệt vời nhá. Bút nó có hỗ trợ tính năng các bạn bấm bút để chụp ảnh nhá. Đây các bạn bấm bút thôi sẽ là vào quay phim chụp ảnh luôn. Đấy, các bạn bấm bút sẽ chụp ảnh nhá. Đấy, nếu như kiểu là Note 9, Note 10 đấy. Đấy, con Note 10 Lite này thì là mình sẽ nói sơ cua qua về cái màn hình của nó. Màn hình con này thì màn hình của nó tràn viền 6,7 inch. Full HD cộng. Camera trước của nó thì là 3 megapixel. Camera sau của nó thì là một cái 3 camera 12 megapixel như các bạn nhé. 3 camera, một đèn flash đấy. Thiết kế con này vuông vắn cực kỳ là rất là xinh, rất là đẹp nhé. Con Note 10 Lite này thì là con này thì là bản công ty, 2 SIM 2 sóng, chip con này là chạy chip Exynos 9810x8 nhân. Pin con này là pin 4K rưỡi các bạn nhé. Cấu hình con Note 10 Lite này thì mình sẽ xem cấu hình cho các bạn nhé. RAM 8 bộ nhớ trong 128GB này. Đã chạy Android 10 các bạn nhé. RAM con này là RAM 8GB này, phiên bản là RAM 8 bộ nhớ trong là 128GB. Thì con này thì mình sẽ check bảo hành cho các bạn luôn các bạn nhé. Đây, mình sẽ vào quà tặng Galaxy này. Đấy, các bạn click là tra thông tin bảo hành. Đấy. Đây, thông tin bảo hành của máy luôn các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhá, email của máy đấy nhá các bạn. Đang trong thời gian bảo hành, thời hạn bảo hành đến 25 tháng 6 năm 2021. Đấy. Còn bảo hành đến tận cuối tháng 6 năm 2021. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhá. Đấy, các bạn về chỉ có đập máy thì đã có hãng lo rồi các bạn nhá. Đấy, đã có hãng Samsung lo rồi. Đấy. Samsung thì bảo hành rất là ok luôn. Đấy, con Note 10 Lite này các bạn mua không phải chê luôn. Bỏ đồng tiền ra đáng đồng tiền bát gạo luôn nhé các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung Note 10 Lite này thì mình sẽ test qua cái chức nghe nhạc cho bạn xem, các bạn loa xem là to, mình cũng chưa nghe nhạc thử. Này. Trên mạng thì đang cộng đồng mạng thì đang clip của anh gì nhỉ? Bác Chí Tài này. Này. Của anh Chí Tài đang vừa mới đột quỵ qua đời này. Đấy, rất là thương tiếc anh ấy nhé. Này, Chí Tài qua đời vì đột quỵ này. Ui giời, cũng thương tiếc lắm các bạn ạ. Đây mình sẽ bài nghe nhạc dây mic cho bạn xem nhé. Loa Samsung các bạn nghe có phê không? Quá là phê luôn. Đấy. Các bạn nghe được nhạc phê luôn. Đấy. Đấy. Nghe nhạc thì quá là hay luôn. Đấy.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 10 Line này, các bạn nhận hàng liền sớm nhất nhá. Con Lot 12 Line, Lot 10 Line này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 7 triệu đồng nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 7 triệu đồng. Còn bảo hành đến tận 25 tháng 6 năm 2021. Nên là các bạn yên tâm sử dụng và đập máy nhá các bạn nhá. Đấy, yên tâm sử dụng và đập máy này, Lot 10 Line này. Bỏ đồng tiền ra đáng đồng tiền bát gạo luôn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này Samsung J7 Pro. J7 Pro thì là đây. Đấy. Chết con mật khẩu. Đây. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. J7 Pro. J7 Pro con này cũng là bản công ty, hai sim hai sóng. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 5,5 inch. Đấy, 5,5 inch. Thì là phiên bản của nó là phiên bản là gì nhỉ? RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, pin thì là pin 3K6. Con này thì là ngoại hình thì máy còn 90%. Khách xài rất là dữ nhá. Con J7 Pro này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.800.000 cho bạn. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.800.000 cho các bạn nhá. Con này thì mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin nhá. Không phải là màn OLED hay IC các bạn nhá. Đấy, con này thì là sẽ là main zin, màn zin. Đấy, các bạn về sử dụng rất cực kỳ yên tâm luôn. Con này thì chưa thay màn các bạn nhá. Đấy, J7 Pro con này là gì nhỉ? Bản công ty, hai sim hai sóng. Bên mình màu xanh đẹp cũng khá là leng keng này. Bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.800.000 cho các bạn nhá. J7 Pro nhá. Đây ạ. Và tiếp theo là con Note 7 FE. Note 7 FE thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Note 7 FE thì hôm nay nhà mình về con này. Con này thì là màn hình của nó thì là màn hình đẹp, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Còn Note 7 FE này thì là mặt sau thì nó hơi bị vỡ một tí này thôi. Đấy. Còn mặt trước thì nó cũng bị giảm ít trên này phần này. Đấy. Con Note 7 FE này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.700.000. Con này là bản Hàn, một sim. Cấu hình con Note 7 FE này là RAM, con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 64GB nhá, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Mình sẽ vào nghe nhạc luôn cho bạn xem con Note 7 này các bạn. Nghe nhạc thì khỏi phải chê luôn. Đấy, nghe nhạc thì quá là phê luôn. Đấy. Đây, Note 7 FE cũng có hỗ trợ cái bút FN. Các bạn mà ví dụ các bạn viết ghi chú hay là làm gì cũng rất ok các bạn nhé. Đây mình ký tên mình này. Đấy. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Note 7 FE này các bạn liên hệ hàng liền sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua mình đặt hàng nhá. Nếu mà tin nhắn mình không trả lời kịp thì là đây và địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng địa chỉ mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm là các bạn có thể là nhận được hàng nhé. Đấy, và tiếp theo lại về là con loại Lốt 8 giá rẻ. Lốt 8 giá rẻ thì con này thì là phiên bản của nó đây. Tình trạng là bị đốm màn hình này. Đấy, Lốt 8 đốm màn hình, con này đốm một tí trên này này. Mấy hai phát dưới này các bạn nhé. Đấy. Đốm một tí trên này và hai phát dưới này. Con Lốt 8 đốm màn hình này thì là màn hình đẹp nhá. Không ám mố hay không lưu ảnh gì, chỉ bị đốm thôi. Đấy, Lốt 8 này, con này bản Hàn nhá. Đấy. Con Lốt 8 bản Hàn, ngoại hình thì còn độ 90 trên 90%. Đấy. Cấu hình con Lốt 8 này là phiên bản của nó là gì nhỉ? Phiên bản của nó là RAM 6GB. Con này là phiên bản là RAM 6GB này. Đấy. Đấy. Bộ nhớ trong con này là 256GB luôn nhá. Con này là phiên bản của nó là 256GB luôn. Cho các bạn có thích mà quay phim chụp ảnh mà lưu nhiều dữ liệu hay là làm về vlog hay là chạy Grab, con này cực kỳ nổ đơn, cực kỳ là nhanh. Tình trạng thì là máy bị đốm màn hình này và bị đốm màn hình thì đây, một hai chỗ đây. Đấy, một hai chỗ này và vỡ kính nhá. Đấy, vỡ kính phần dưới này. Đây nó đẻ kính chỗ phần dưới này. Đấy. Con Lốt 8 này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 2.300.000 nhá. Đấy, con này thì bị đốm, bị vỡ ít kính phần dưới này. Các bạn về có thể là đi dán miếng cường lực mà UV. Đấy, dán miếng cường lực UV vào là sẽ các bạn sẽ không nhìn được các vết vỡ này. Nói chung là các bạn dán cường lực vào thôi là các bạn có thể là xài. Nói chung vàng dán cường lực vào nó có cái nước keo ấy. Bôi vào đây nói chung là cái nước keo này nó sẽ làm mờ hết các cái vết vỡ này. Đấy, các bạn cứ đi dán miếng cường lực là phun màn hình mặc loại UV nhá. Đấy. Dán vào cực kỳ là ok và tuyệt vời luôn. Đấy. Đây có khách đang gọi mình thì mình nghe máy một chút nha. Alo. Vâng, em đây. Đây. Đúng rồi, em đây. Em bán rồi. Con đấy em bán video tận hôm kia em bán rồi anh ạ. Vâng. Nhá. Vâng, ok.
Đấy, còn Lốt 8 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.300.000 các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 8 này mua về chạy Grab, làm Vlog hay là quay phim nghe nhạc nghe gọi, hoặc là các bạn có thể là gì nhỉ, nghe gọi cực kỳ ok. Phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ là 500 là gì nhỉ? Sorry các bạn, là 256GB nhá. Lốt 8 này. Nói chung là màn hình đẹp không ám ố. Đấy, màn hình của nó độ phân giải 2K luôn. Quá tuyệt vời của Lốt 8 các bạn nhá. 2.200.000 nhá. Và tiếp theo là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Samsung Z7, Z7 2015. Z7 2015 thì con này thì là ngoại hình rất là ok luôn. Máy thì còn độ 90%. Đấy, Z7 2015 này thì là con này thì là bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng nhá. Z7 2015 này màu trắng này là 1 triệu đồng. Màn hình của nó là 5,5 inch nhá. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng, Z7 2015 nhá, 1 triệu đồng cho các bạn nhá. Đây ạ. Và đây, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về là con này là con Mi, con này mình sẽ xem là Mi gì nhá. Mình sẽ vào coi như là giới thiệu xem là Mi gì. Con này là Zmi 5. Zmi 5 của nó là phiên bản của nó sẽ là RAM 3GB này. Con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con Zmi 5 này là bên mình gì nhỉ, màu đen này. Đấy, ngoại hình thì còn 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.500.000 con Zmi 5 này nhé. Phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Zmi 5 thì các bạn thứ nhất là pin trâu, và thứ hai là gánh game cũng rất ok các bạn nhé. 1.500.000 cho bạn nhé. Đấy. Đây. Và tiếp theo hôm nay nhà mình lại về là con Lốt 8 này. Con Lốt 8 này thì Lốt 8 màu xanh. Đây, đợi các bạn đợi một tí nhá. Đấy. Lốt 8 màu xanh này thì hôm nay nhà mình lại về là con này xong này. Đấy. Ngoại hình thì là Lốt 8 màu xanh này là máy đẹp từ 90 trên 90%. Máy cũ rồi nói thì 99-100 thì nó hơi quá các bạn nhé. Con Lốt 8 này là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Thì là bật nguồn lên thì mình sẽ xem cấu hình cho các bạn nhé. Đây, mình xem màn hình, và thứ nhất là màn hình này. Đấy, màn hình thì con này đẹp, màn hình đẹp nhé, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Mình sẽ xem qua về cấu hình của Lốt 8 này. Đây. Đây. Phiên bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM 6 rồi, mặc định của nó là RAM 6 rồi. Nhưng mà không biết mình xem bộ nhớ bao nhiêu ghi nhá. Đấy. RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhá. Đấy. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 4.500.000. Máy màn hình đẹp, không ám ố, không lưu ảnh gì. Ngoại hình thì còn 90 trên 90%. Còn Lốt 8 đấy các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 8 màu xanh này, các bạn nhanh tay đặt hàng mình được sớm nhất. Các bạn có thể là mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc là các bạn để xài rất là ok nhé. Lốt 8 là 4 triệu rưỡi nhé, dùng vẫn rất là sướng các bạn, mà cầm cực kỳ là sang, rất là sướng. Các bạn về khoe 20-30 triệu rất là ok các bạn nhé. Đấy. Sim villa vào mạng thì nhà mình rất là nhiều sim villa vào mạng. Sim villa vào mạng này thì nhà mình sẽ có hai tính năng, 4G vào mạng cả năm này thì nó sẽ có hai tính năng. Một là các bạn vào cả năm các bạn miễn phí không phải mất tiền. Và các bạn thứ hai, tính năng thứ hai các bạn có thể là vào chức năng là nghe gọi. Nhưng mà nghe gọi thì các bạn phải nạp tiền vào để nghe gọi nhá. Sim villa vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? Bán cho bạn với giá là 350.000 các bạn nhá. Năm ngoái chỉ với giá là 250.000 thôi. Nhưng năm nay thì nó lên hơi cao một chút các bạn nhá. Đấy, nó tùy theo năm mà. Có khi sang năm nữa nó lên 400-500 cơ. Tiền bây giờ mất giá, bây giờ bọn nó tăng, bọn nó bán hàng là tăng kinh các bạn. Mà điện thoại thì cực kỳ là rẻ. Con này là con Samsung, hôm nay nhà mình về con này là con Samsung A8 2018. Con này thì hôm nay nhà mình lại về con này là bản Hàn, một sim một sóng. Con A8 2018 thì là ngoại hình thì con này còn 90%. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2.200.000 nhé. Đấy, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.200.000. Con A8 2018 là con màn hình đẹp, không ám ố gì các bạn nhé. Đấy, 2.200.000. Đấy, 2.200.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này, các bạn nhà mình là sớm nhất nhá. Đấy. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên hệ đặt mình, liên hệ trực tiếp mình đặt hàng, và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Và bên mình thì lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng. Nên là các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video của mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phồn phúc. Đây, bắt 10 like nhá. Con này thì bỏ ra 7 triệu mua thì đáng đồng tiền bát gạo luôn, còn bảo hành rất là dài.
Và hẹn gặp lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.